tổng hợp những tình huống hài hước nhất khiến người xem không nhịn nổi cười. Trời, nhóc con đã đội mũ ngược lại con. Giờ thì gục ngã tại chỗ hen. Công ba bằng người kiểu ba bộ cũng tròn phết nha. Gần gì tới đích mà chị gái thì. Ui thôi, từ nhất về hạng ba, cài cú không chứ. Máy quay sẵn sàng nha. Ok. Dạ cái kết. Trời ơi, đú tre mà phêu quá trời luôn à. Trời ơi. Trời ơi. Đang chơi nhún nhảy nhưng mà không có quên cơn buồn ngủ thì. Đại con tới cha. Cứ tưởng thằng nhỏ biết giúp đỡ ông bố mà nào có ngờ. Nào quánh tao vậy? Thì trời đất ơi, trốn ở đó để bị tìm ra hả hoàng thượng? Không con ngốc đâu nghe. Chơi nhạc hết năng suất kiểu. Trời, tự dưng thấy nhức nhức cái cổ cho ban nhạc không à. Ê cha. Ê, quê quá à, chùa lẻ. Cũng là thuốc cưng mà nó lạ lắm. Hè, cưng tới mấy tiền sao cũng cho lên nồi thôi à. Chị gái mới xuống xe thì bất ngờ. Ủa, dạ, đau đớn sao? Tại gà giúp như vậy là chịu rồi. Trời ơi. Thanh niên đụng là hất kiểu. Ủa, trời ơi, quả không vậy thì ở người đi ngang, coi mà ráng ngang luôn á. Mỏ dịch cơ mà nó kiểu. Coi bộ là cần bác sĩ chỉnh hình gấp nha. Đang miếu máu mà nhòm tới camera thì lật mặt liền, diễn xuất đỉnh của chóp nha. Cái cách chữa trị con ăn dạ nhanh nhất là ở đây chứ đâu. Cái bạn đã cần chế độ diet mà lỡ ăn quá nhiều thì. Rồi, chắc là quệ ra được hết hả chị gái? Ê dạ, chắc mừng thinh rồi. Này thì cản trở công việc của xe xúc nè. Bút đi luôn. Sinh nhật mà muốn tìm cảm giác lạ thì đây đây đây, gặm bánh giữa trời mưa nè, thiệt là cảm giác ha. Xin cái thang nha. Sen ơi, coi tao đem cái gì về cho mày nè. Ý chà cha, nuôi hổng có tốn cơm tốn gạo rồi ha. Tha cả làng cả xóm về rồi nè. Mời đem. Đưa đây anh uống. U là trời, tham ăn tới như vậy luôn hả? Vậy là hỏng, hỏng quá rồi. Trời nóng mà đồng phục là áo dài thì vén lên hết cho mát em thoáng chứ sao. Mời đen. Già rồi nhưng mà tinh thần dở công kiểu. Ủa rồi, cái chiều nào chiều nấy là bà chiến hết nha. Ê, hất mũ ngon ơ kìa. Mấy cháu là xách dép theo nha. Nhờ con sen xăm mình và cái kết. Ủa, là xăm dữ chưa? Ta nói nó rầu gì đâu á. Trời ơi là... Gì? Dám sờ chồng của Mỹ hả? Hả? Chà. Ôi má ơi, thốn tới tận rốn hen. Xăm mình hổ báo mà nhìn nó kiểu. Mộng ăn đi còn chút khó khăn á thì. Bè đi cho chắc ăn ha. Thảo thật đấy. Này thì dựng xe bừa bãi nha. Rồi xong, một đường cán nắp bét luôn. Cho chừa. Đánh thức vợ dậy nhanh nhất là đây. Trời ơi, hậu quả thì anh chồng gánh đủ nha. Ôi thôi, xuống bụi rậm rồi. Hoàng thượng vẫn đang lót cái tình hình. Ê,
tao nổi là ngớ cả người luôn. Ây da, mình đúng là thông minh luôn á. Vừa trông con mà lại tha hồ mà lướt tóp tóp luôn. Không nằm sậy lai ra, có biết là vợ bế con lên đâu. Tới khi mà quay lại thì hết cái hồn. Xin vĩnh biệt cô. Trời, ổng tìm con mà tưởng đâu là tìm con cún vậy á. Nghĩ sao cái thằng nhỏ lại trước cái gầm bàn vậy trời. Hội thi marathon, các thành viên đang vào cái thế sẵn sàng thi bóng. Xong phim luôn. Chỗ anh ta đang thi đấu mà bả lướt vô tự nhiên thành đùa vậy trời. Hay là có cái chủ ý để anh sai kia lao vô. Ê, cái đó không biết hả nghe. Một quý bà đại gia đang bước ra cửa hàng đồ hiệu thi. Ui cái trán chưa hả tím ơi. Còn đi lại con ngoái lại giao lưu với Phan Chi để khóc cái đầu vô cửa. Quê chữ E hơi bị kéo dài luôn á. Nhắm thấy cô bạn bàn bên học hành chăm chỉ để rớt luôn cả giải ra, nên cậu bạn này mới giúp đỡ. Phiêu, một cái cục nhĩ vô đầu. Trời, chi chép được mấy chữ mà đã lăn ra ngủ vậy trời. Gái con đứa hả? Sâu á, nhặt cái nết lên nha bà. Hai ông bà tập nhảy kiểu. Rồi, không có biết là điệu này là điệu gì, nhưng mà thấy hai người phối hợp rất chi là ăn ý đó nha. Xa nẹo vậy mà chân bước đều nhau tăm tắp hà. Chưa kể ông ga lăng cầm quạt cho bà đỡ nóng luôn kìa trời. Bác sĩ đâu rồi? Mau ra cứu người đi, tôi bị thương rồi đây nè. Trời ơi. Con ngựa nâu tự đâu chạy xộc vô phòng khám tìm bác sĩ, nhưng mà chả thấy có ai hết trơn trọi. Không hiểu là nó bị thương kiểu gì, nhưng mà trông chạy vẫn nhanh lắm nè nha. Một chiếc voi con từ tốn bò xuống bể bơi buồn để tắm táp cùng mẹ á thi. Chân ngắn đúng là có cái nỗi khổ riêng à. Bước mãi mà không có chạm đất, da kết cục lạ, té giật cái mỏ luôn hù hù. Con sen mới đi học võ được một buổi, muốn về thể hiện trước mặt quan thượng để xem nó có trầm trồ hay không. Chờ thế kết. Xin vĩnh biệt cô. Trời ơi, nay tôi thích trình diễn múa rìu qua mắt thợ nè. Con bồn lèo làm cho cô bé một đường có bản mà sợ tím người luôn. Cô em áo trắng đang thể hiện trình độ trước ba tim lùi lại à thi. Ôi trời, cô nhóc áo hồng lợi dụng cái lợi thế nhỏ nhắn để chui qua cái háng khổng thẳng về phía trước luôn. Khó vậy mà cũng dám làm hả ta. Ông anh sai được vợ bón cho miếng chuối thì bọng. Xin vĩnh biệt cô. Ôi, thú hồn con trồn nha. Ông đớp ngay vào con sâu cao su mà hốt quảng xíu nữa là đi toan cái điện thoại luôn rồi. Chơi cái trò này thì hơi bị ác nha chị gái. Khi bạn có con sen nhây lì sẽ như này đây. Trời ơi, cay thế nhờ. Chỉ nhìn mà không có được liếm láp gì trơn trọi. Cái phen này á, cái bộ sofa là tới công chuyện với hoàng thượng luôn nha. Oh.
view, chiêu vợ chiêu vợ. Ê, chị gái đi gì mà vội vàng dữ ạ? Trời, té cắm cái mặt rồi. Chị chị em, mình cùng đi đu đưa đi nha. Rớt cái dép rồi. Tèo tè tèo, ngã cả cụm luôn. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Các cụ cũng đánh bóng ác lắm nha. Trời, tưởng đâu chỉ có trẻ mới chơi hả? Các bà cũng phát bóng ác đó nha. Đó, nhìn mà học tập nha. Nào, vô. Rồi rồi, mồm mẻ hay gì vậy trời? Ôi cha, Racing Boy xuất hiện và cái kết. Bấp bên, bấp bên. Em, trời ơi, chắc ngất tại chỗ luôn rồi. Ai, đang say giấc nồng nha. Tí nữa là răng môi cắm đất rồi. Ơi chà, dép neo đồ. Rồi, lên xem cái mặt cái quầy. Chà, đẹp trai dữ. Nè, cô chỉ làm lần duy nhất thôi nha. Hey. Rồi, ông sao vậy? Thì chị ra hàng cái, ổng cứ rung bần bật lên lần sao vậy? Chết chết. Ê, táo bạo vậy cô nhóc ơi. Dạy trai từ bé là dở rồi. Trời, học hành kiểu gì mà giảng cân tí mà ngủ gà ngủ gật vậy cô nhóc. Ê, biểu sao đứng thứ nhất luôn. Mà là từ nhất dưới lên đó nha. Ủa, của Mỹ mà. Mang đi đâu vậy? Enen. Rồi, Olaf và Peppa, ai sẽ về đích đây? Rồi, khỏi đoán luôn đi. Peppa ngã chống cô gió rồi còn gì nữa. Người đâu, ra đổ xăng cho anh coi. Chậm chạp quá vậy, anh tự vô cũng được. Ôi trời, sang chấn tâm lý luôn á. Không biết bao giờ mới lên tới cây luôn á. Úi trời là chồng. Nơi thì ăn không có gọi nhau. Thằng con báo quá báo mà. Ỉ, chuyền nè, chuyền mạnh lên. Rồi đó, hai ổng tông nhau luôn. Ý, anh trai đang ngầu lời thì bất cái ngờ. Úi, chủa đó rồi. Gặp gai gai tắt điện hết luôn. Chán ông anh thiệt chứ. Ây cha. Này thì nhây nè. Giật, nảy nè. Thằng nhỏ vẫn ngủ được á ta. Úi dồi, quay xuống cái gầm bàn. Nhạc lên rồi, anh em quẩy nhiệt tình lên đây. Dần chơi từ bé đây nè. Bài ông anh nha. Anh trai mới mua xong cái bữa trưa dạ. Trời nhanh, nguyên tắc 3 giây xài được hết á. Mình không có ăn thì mình cho thằng bạn ăn giùm. Tình bạn đi lên hẳn. Nó phải vậy đó. Một cậu nhóc có cái tướng đi rất chi là đặc biệt nha. Cứ kìa có kìa, cậu nhấc cái mông lui ngược về sau lên cái từng bậc thang rồi đi giật lùi như con sâu đo luôn. Alo con ơi, lùi một bước về sau để thấy em rõ hơn là được rồi. Lùi xa quá không có thấy gì nữa đâu á. Cái chỗ này sao mà cao dữ ta. Xin vĩnh biệt. Rồi xong, hoàng thượng ngay đổ chỗ hóng chuyện hay gì nè. Mới thấy thanh niên trèo lên móc treo quần áo, đách đổ cái rầm ra sàn nhà luôn rồi. Mất công con sen hôm qua hì hụi xếp vô treo móc lại hết cái đống này. Bây giờ thì công lao lại đổ xong đổ bể hết trơn. Khóc trong lòng nhiều chút nghe. Ngoan đi, ăn đi bé ơi. Ăn mũm mĩm thì mới có người mua chứ. Ủa alo, trần đời vậy à, tôi mới thấy có người bón cho cún với mèo. Chứ chưa thấy ai cho cá ăn bao giờ hết á. Ảo thiệt nghe. Chắc thuốc cưng mới của cô chủ quán nghe. Mà mập mạp thì có khách mua liền. Cô cũng bán thôi à. Ngọt ngào chỉ trong phút giây thôi ha. Muốn nằm nghỉ rồi á, xây ra chỗ khác coi.
Ơ, hay thiệt nha. Đâu ra cái kiểu mà chiếm chỗ ngang nhiên như cô tiên vậy nè. Suốt ngày bắt nạt nhỏ em thôi à. Cậy lớn nên mèo ta mới hổ báo cáo chồn như vậy nè. Chứ bình thường ở ngoài hả, gặp ai chắc cũng rén ha. Chỉ được cái đanh đá ở nhà thôi nè. Rồi tiếp theo, chả biết nãy lãi gì, cơ mà thấy mẹ đi ra ngoài là lại chét lên mỏ. Chú cha, cái mỏ cưng hết sức hà. Mỗi tội là lem luôn hết cả son ra ngoài rồi nha. Mẹ mà thấy được chắc là hốt hoảng lắm đây. Đang được con gái gội đầu cho Á Thi. Ôi ơi mà. Bà nhỏ bà chàng phát hết cả cái mặt ông bố luôn. Thôi tiện thể thì để con rửa mặt rồi mát xa mặt cho ba luôn nha. Đó, đẻ được con gái nết nha, có hứa chứ bố vậy hả, là có phước lắm đó nha. Còn các bạn có muốn có con gái rượu tinh nghịch như này không nào? Cùng có mình bên dưới cho Trung Tinh Hài từ đây biết dưới nha. Nắng nóng thì cứ vậy cho nhanh. Ây cha, hay da, tới công chuyện liền, tới công chuyện liền. Tưởng to xác mà ngon hay gì, mổ con cái cho chui cầm bàn luôn. Rồi, nhìn nhau rồi đó, giờ cái kết. Hay da, cha, cha. Gì nhiên, cua đẹp vậy. Ba làm thì cháu, cháu phá chứ còn gì nữa. Mấy bà thẩm mỹ bơi vô đây coi. Làm ăn không có bằng đứa nít luôn á. Trời ơi, mong với má à. Tên ơi, dòng một nữ tròn căng đẩy đà thế kia cơ mà. Dám quát ông đây hả? Không có yếu thế đâu á nha. Con cháu quách xà lách quách trời. Bật người lớn nó phải khí thế như vậy. Nhảy tinh tức luôn. Sợ gì? Chị gái vừa mới bước ra, đưa cái đồ cho khách Á Thi. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Trời trời ơi, một chiếc lốp lao qua như tia chớp luôn. Sợ quá trời, chạy nhanh vô nhà thôi. Ê da, vâng, sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi ạ. À. Hai bà chị cao số thế nhờ, chứ chậm mấy giây hả, chắc cả hai đi gặp tổ tiên luôn hết chứ. Đúng là số phận hết nha. Và đây là một cặp đôi đang cãi nhau. Mặt cô gái dên lên hết trơn rồi kìa. Chiếm cái thế thượng phong đây. Rồi, lục lọi đồ ha. Chắc kiếm cái ví tiền hay là cái điện thoại đây ta. Ai chà, anh trai giận rất chi là nhây lắm hen. Ôi chà, cô người yêu quay điện cái. Dạ cái kết. Ôi chà, hôn ác thế mà chưa có hết giận luôn. Người quay lưng bước đi, không có ngoảnh lại. Vậy là kỹ thuật kém rồi. Hai cô gái chơi gì vui dữ ta. Trượt cầu thang nghe cái ngày mưa tầm tã hả? Đi đứng sao mà trượt tưng cà tưng hay vậy? Lại còn cả đôi luôn. Ui, lao như tên bắn luôn. Đã dầm mưa thì chớ, lại được khuyến mãi thêm cái mắt xà mông. Ta nói nó nhứt cái nách luôn nha. Ây da, hello mấy chú. Ấm gì căng, không phải hốt nha. Rồi thần trưởng xuất hiện rồi. Cháu chắc gì đâu, báo bà là giỏi không à. Chồng chú em xếp lâu quá, để anh phụ. Khoan, rồi là giúp giữ chưa? Đó, thả diều nó không phải vậy. Đôi chú bắt được bóng á. Lát mạnh rồi, bỗng bài người đó. Ấy chà, lần một, thủng chưa. Nhưng mà không nha, còn nữa nè. Rồi, đủ bộ luôn. Ủa, anh dài tính làm gì người đẹp đây? Bắt tóc hả? Ui, mẹ cá to thế nha. Cơ mà, thôi, bỏ nha. Cháu giúp bà khỏi nhặt kiểu. Rồi đó, hết con là tới bà hả? Chú ơi, mới tí tuổi đã tán gái rồi.
hả? Trời, chắc là cái quả to nha. Cái phen này không có xong rồi nhóc ơi. Lận dập Osaka. Ủa, vậy cũng được luôn. Ra dạng nóc nhà tương lai nha. Thằng bé ráng liền. Chị gái mới bước. Anh ơi. Hay cha. Tẹt rồi. Ôi. Ao ngang. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.